Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Tôi Ta. Các bạn thân mến, chu kỳ đăng kiểm ô tô tại Việt Nam như thế nào? Đó chính là nội dung mà Thế Sơn Tôi Ta sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, 30 tháng là thời hạn kiểm định lần đầu tiên được quy định đối với các loại xe ô tô chở người dưới 9 chỗ, không kinh doanh vận tải khi đã hoàn thành. Các mốc đăng kiểm kế tiếp được quy định dựa theo năm sản xuất của xe. Đăng kiểm ô tô được xem là một thủ tục bắt buộc theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải đối với những ai đang sở hữu xe ô tô tại Việt Nam. Theo đó, tùy theo từng loại xe, năm sản xuất, cơ quan chuyên ngành đăng kiểm sẽ đưa ra các tiêu chí kiểm định theo chu kỳ thời gian cụ thể để đánh giá xem liệu xe có đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật hay không. Đối với các chủ sở hữu ô tô hay các tài xế lái xe lâu năm thì việc đăng kiểm ô tô không còn quá xa lạ. Trái lại, những lái mới hay là những người lần đầu sắm ô tô thì thường không chú ý tới chu kỳ cũng như là các mốc thời gian đăng kiểm, dẫn tới việc bị phạt khi đăng kiểm muộn. Vì thế, bên cạnh các kiến thức kỹ năng sử dụng ô tô thì các tài xế và chủ xe cũng cần phải nắm rõ chu kỳ đăng kiểm đối với chiếc xe mình đang sở hữu. Hiện nay, chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang được thực hiện theo các quy định tại khoản 2, điều 9 thuộc thông tư 70/2015 của Bộ Giao thông Vận tải. Thông tư này quy định chi tiết về chu kỳ thời gian kiểm định đối với xe ô tô cũng như các phương tiện cơ giới đường bộ dựa theo 3 yếu tố chính, bao gồm là xe thuộc loại nào, số chỗ ngồi và mục đích sử dụng xe. Cụ thể, đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ kiểm định lần đầu là 30 tháng. Khi đã hoàn thành đăng kiểm lần đầu, các mốc đăng kiểm kế tiếp được quy định dựa theo năm sản xuất của xe. Trong đó, xe sản xuất dưới 7 năm có chu kỳ kiểm định theo quy định là 18 tháng và những xe sản xuất từ 7 đến 12 năm có chu kỳ là 12 tháng và những xe sản xuất trên 12 năm có chu kỳ kiểm định là 6 tháng một lần. Trong khi đó, xe ô tô chở người dưới 9 chỗ có kinh doanh dịch vụ vận tải và ô tô chở người các loại trên 9 chỗ sẽ được chia ra làm 2 loại. Đầu tiên, với các loại ô tô chưa cải tạo, tức là chưa thay đổi tính năng sử dụng hay là chưa thay đổi các hệ thống như là lái, phanh, trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ, treo và chuyển lực, sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 18 tháng và chu kỳ kế tiếp sẽ là 6 tháng một lần. Trường hợp ô tô chở người dưới 9 chỗ có kinh doanh dịch vụ vận tải và ô tô chở người các loại trên 9 chỗ có cải tạo lại thì sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và tiếp theo sẽ là 6 tháng một lần. Đối với ô tô chở người, các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, các ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên sẽ có chu kỳ đăng kiểm ngắn nhất là 3 tháng một lần. Các loại ô tô sau khi đăng kiểm sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp quá hạn đăng kiểm ô tô dù chỉ một ngày thì cũng đồng nghĩa với việc là ô tô chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để lưu thông và sẽ bị xử phạt theo quy định. Còn về cụ thể mức phạt ra sao thì Thế Sơn Tôi Ta đã có một video làm riêng về chủ đề này. Chúng ta hãy cùng theo dõi trên kênh của Thế Sơn Tôi Ta nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.